xin chào các bạn. Hôm nay mình đi đến nhà của một người cô xem trên kênh YouTube của mình. Thì đi đến nhà cô hẹn gặp và trao đổi cây giống. Rồi xin mời các bạn đi theo chân của mình đến gặp cô ha. Đó, cái địa chỉ là ngay trong chỗ cái nhà hàng Restaurant Asiatic. Mà không biết phải nhà của cô không. À quý, đây là có cái địa chỉ Restaurant Asiatic. Xe xe trời. Có trồng cây quá trời nhiều luôn nè. Il y a beaucoup de plants hả? Ôi, tomate. Dạ gà là tomate là Citron nên xã. Nhà cô trồng cây quá trời luôn à. Quay một số cây giống cho các bạn xem ha. Cô trồng rất nhiều cây giống các bạn ơi. Ớt nè. Rồi lá bạc hà nè. Có cả cây húng cây nữa nè. Nhìn cứ tưởng đó là một cái cửa hàng bán cây giống của Việt Nam mình không á các bạn. Đưa ớt bicon. Nhìn giống trái ớt hiểm à, có trái ớt mà. Giống trái ớt hiểm các bạn. Ở đây cô có xả rồi, nguyên bụi xả luôn. Trồng nguyên bụi xả luôn rồi các bạn. Ồ, nhìn đã rồi không? Hai bụi, hai chậu. Có cả tí tô nữa nè. Tí tô lá bự hơn. Nhà mình trồng lá nhỏ xíu rồi các bạn. Cà chua quá trời trái luôn. Cà chua này giống như cà chua leo vàng hay sao á. Đây cô đang ra mở cửa. Tự nhiên khỏi lấy mask rồi ra nghỉ mệt. Quá trời, con đi đến nhà cô mà con cứ tưởng đó là một cái cửa hàng cây giống của Việt Nam mình. Oui. C'est un restaurant vietnamien. C'est un restaurant. Có trồng húng cây nè. Ờ, cái này kêu là cần dày lá. Cần không? Nè, coi nè. Cần dày lá. Rau ôm. Hả? Giờ làm sao cứu đây? Cái này hả? Cô phải đậy kính nó mới được. Đậy kính nó nóng quá. Đậy kính Esali. Ôi, cô có chồng ngò ôm nữa này các bạn. Cô có chồng ngò ôm đó, nhưng mà ngò ôm của cô chồng là trên cạn, có nghĩa là không có đậy nước giống như mình. Không có để nhiều nước giống mình, chỉ chùm bọc thôi. Đó, cô trồng lá cẩm nè. Cái ớt gì mà cao ghê vậy. Rồi cô có trồng khổ qua nó leo vàng nè. Mà chưa thấy trái nữa các bạn. Có cả mướp luôn, mướp. Mướp với bầu. Rồi. Ở trong đây cô có trồng gì, trồng giếp cá rồi các bạn. Ờ, giếp cá. Rồi một cái thùng rau găm nhìn rất là đẹp luôn. Đã ghê. Rau găm nhìn thấy ngon. Trời ơi, cần dây lá của cô tốt quá, lá chụp vừa to luôn. Cô trồng được ngò gai luôn. Ngò quá đỉnh. Gai không ngon nhiều. Vì là quá vậy tốt luôn rồi. Vậy mà tốt gì? Cô trồng ngò gai nó lên bông luôn chứ không lên lá. Lên bông luôn, info cúp bê. Trời ơi, cây bạc hà của cô bành kia luôn à. Lá bành kia luôn. Chú chắc cho một hai cọng bạc hà đem về nó kinh chua. Ở nhà con có. Có hả? Có nhưng mà nó không có bự vậy. Ủa, cái này cây chanh hả cô? Cái chanh hay cái tắc của bự thì hả? Hẹ rồi ớt hiểm rồi ô. Ô nhà cô có hẹ nên nè các bạn. Quá con tên gì tiền hả? Lan cô. Lan hả? Ủa Lan Lê là cái. Lan Lê là con đó. Đó đây là cái giống như
củ dền, chắc không phải củ dền, đây là cái lá cải Mỹ đó các bạn. Nè, nhìn bạc hà của cô nè, cô có hai chậu bạc hà, cây lá là lá nấy là to đùng luôn á. Nó to hơn mình nữa đó các bạn. À, to ghê luôn. Nhìn tốt hơn ca cây con rất là nhiều luôn. Nhà mình có rồi, cô nói lấy cái gì thì lấy cô cho mà nhà mình có rồi. Trời ơi, lá tía tô nhà cô bự ghê luôn á. Nhà mình đâu được vậy đâu. Nhà mình mà được vậy thì mình lấy mình gói nướng ăn ngon không. Nhà cô trồng ớt nhiều ha. Đây cũng có ớt thôi nè. Ớt này chưa ra trái mà cao ghê luôn á. À đây cô có trồng cây su su. Cây su su đang leo vàng. Su su này đang còn nóng cho nên nó chưa có phát nè. Vô lạnh là nó phát dữ lắm mà của cô leo vàng, là của mình chưa leo vàng các bạn ơi. Có cái tượng Phật Bà Quan Âm luôn. Trước đây là đây là một cái nhà hàng châu Á đó các bạn. Chắc này cô mua lại nè. Cây này cây giống như cây mà không biết cây gì luôn. Cây này không biết cây gì. Cây này giống như cây gừa. Ở cô có dạ quỳnh hay gì nè các bạn. Cây quỳnh dít sắc, quỳnh dít sắc. Ôi nhà cô có nhiều tượng Phật ghê luôn á. Có cái nguồn nước cho cá luôn, mát ghê không. Cái tượng Phật. Ôi. À, nhà cô trồng đủ loại cây. Trời ơi, cái cây cần vậy lá to đùng luôn. Nhìn xanh tươi. Cảm ơn cô. À, lá cẩm của cô quá trời luôn. Đây là lá cẩm tím hồng nữa các bạn. Cho nên nó có những cái vạch màu trắng nè. Của mình thì không có những cái vạch màu trắng này. Cẩm tím. Quá trời cẩm luôn. Nhà cô cẩm nhiều quá. Cái này như tượng của Thái hả cô hay Campuchia? Đó, nhà cô có mấy cái bức tượng nè. Cô đang ngâm giống ngò ôm hả? Dâm cành. Cô không đậy lại, nó để nó hở, nó héo nè cô. Cái này để héo là nó không có lên ra rễ á. Cô cũng đang dâm cành ngò ôm nè. Quá trời, lo cẩm nhìn đã rồi. Rồi trong đây còn có những bức tượng nữa nè. Quá đã. Bãi suối. Xếp tấn. Nhìn này đâu ai biết đang ở Bỉ đâu cô. Nhìn xung quanh không biết ai biết đang ở Bỉ đâu. Đây tới nhà cô được cô đãi món bánh bông lan nướng. Bánh bông lan nướng cô làm với mấy cái hạt gì á. Trời ơi, nhìn khéo tay ghê không. Đi lại chơi được cô lại mời chơi mà còn được ăn bánh. Đâu có đủ nè. Cái này trước rồi mới tới bánh là chủ yếu là trái cây nữa. Thì rau phong. Họ được đãi trái cây nữa nè. Dưa hấu nữa nè. Cô được rồi cô. Ngồi đi. Cô khách sáo. Tới là vui rồi. Vui lại vậy cô lần tới 16 tháng 8 cô đi về Mông đó, gần xa. Cô đi về Mông ở là sao? Không có về Mông đám dỗ bà già chồng. À. Cô hỏi đâu là cô lẫn cô thăm cho cần gì nữa không? Rồi, nếu mà Frida Bo Ligato Apre. Ligato encore c'est beaucoup. Ăn bột tay bột. Cô này là cái cô tự làm luôn hả? Cái ai làm? Trời ơi, cô khéo tay lắm luôn á. Mới bắt đầu chuẩn bị thôi, cô làm nhiều lắm. Mấy đứa cháu cô đâu? Mấy cháu cô nó đang đi hè. Vậy hả? Avec sa maman en Italie parce que déjà les sacrés le thiết kế để ra long tăng em vừa pa anh đi lề nên đang ăn Toscane. Ừ. Khi bữa rồi gặp đi đăng lên Facebook Thúy Diệp Mai. Dạ. Tôi lấy photo xong là. À, ok. Ủa cô trước đây cô kinh doanh nhà hàng hay sao? Nhà hàng. Rồi cô nghỉ hả? Nhà hàng từ 5000 đè minh nốt xăng cắt nổ nắng. La Toscane c'est une île, ça c'est Mille 1990. Juste en 2010, ça fait 20 ans. Oh. Et mon mari, il a eu un cancer au foie. C'est pas très grave, mais on a décidé
Oui. Moi, Et donc, vous connaissez, hein? Ah oh, oui, jusque. Vous n'êtes pas toujours avec les parents, hein? Jusque 20. Bah, chồng làm nhà hàng biết, cho nên không muốn làm nhà hàng nữa. Jusque mes 23 ans, j'ai travaillé avec mes parents. Trước khi con qua đây một năm trước là đã bán nhà hàng rồi. Et bah, je disais, c'est que bon, papa et maman, on les voit pas. Hein. On revient de l'école, on prend à manger, voilà. On monte et on fait le voir. Ils vous manger, mais vous ne les voyez pas très souvent. Voilà. Ce n'est pas du bonheur, ça. Mais hein. Bon, c'est pas... Faut vivre avec. C'est pas leur faute, hein. C'est, non. Voilà, oh, cô đi qua đây, họ năm mấy rồi, cô? Cô đi năm tới là... Phải nuôi năng đưa, cô nhớ có lộn không nhỉ? Cách được ven đưa. Cách thật ven đưa? Năm 1982 oui. Là năm ông xã con được sinh ra. Oh, ben, cũng long. Comme maman. Nhìn hình cô trẻ mà bởi cô. Nicolas, tant. Merci. Comme c'est quoi? Ça sucré. Ça déjà fait les courses ou non? Đến chơi mà còn được ăn nữa là. Đến chơi ăn chút cho vui chứ có. Ça coûte bien du tout. Vous avez déjà fait les courses de temps en temps ici? Asiatique. Asiatique. Je bạc là. Parce que si anh fait les shows asiatique. Tini là con lại chỗ cửa hàng Tini. Ou l'abattoir aussi. Tini, abattoir. Il faut aller à Lyon, long, c'est beaucoup moins cher. On veut. Des congrès de pays de corps. À côté, Bakri, Ruineuve, City 2, c'est facile à trouver. Ở đó có bán đủ không cô? Đủ, ça veut dire quoi? Nghĩa là con hay mua nhiều trái cây, nhiều rau. Chắc có thể bữa Tết rau, em vừa món cửa tini, mẹ tu lì xô, giờ vẹt mi sen để... thực phẩm khô á hả bố cu món xe từ kia à ê to sẽ tìm vừa acheter une main de banane 20 euros c'est incroyable ça c'est vrai ou non thông thường 30 đồng nó nãy chuối 30 đồng buộc phải quà buộc phải lưu chuối chưng chè chuối ủ viên bột tê tê cái ly văn được đúng rồi để thèm cái mùi chuối đó đó cô. Chứ chú dạ bên đây thì con ăn không? C'est moi qui dis oui alors. Oui, c'est la raison de ton tâm. Rồi sao toàn có gì bà tu su. Ở bên đây người Việt mình ăn đồ Việt nhiều là có tiền lắm mấy ăn đồ Việt nhiều. Arrête de dire, avant tu pensais que j'étais radin. Avant elle disait que moi je faisais trop attention aux sous, c'est pas vrai. Quand je suis pas là, oui. Mais de temps en temps, on peut faire des petits folies. Parce que il y a 12 ans, il y a 10 ans, pour le mariage, oui. Papa et maman, je ne les avais pas. Je suis mariée toute seule. Ah bon? Oui. Au Vietnam ou ici? Vietnam. Au Vietnam. Làm từ cái gì cô? Là bột mì à? Với hạt... Không. Bánh này để tôi giải thích. Rồi cô giải thích đi. Hả? Tiếng Việt cô ơi, cho mọi người nghe. Bánh này là cúc khách, gọi là bánh bông lan. Thì trong đó mình có bột mì nè, đường, sữa và bơ. Có cân lượng để cô đưa cho Lan ha. Dạ. Là nếu người nào có cần hỏi thì mình chỉ cho mấy cái fan của mình cho vui. Dạ. Rồi mình nướng lên. Nướng lên thì theo cái recipe như vậy thì cô làm được tới 12 cái. 12 cái thì cô cần cái gì? Cô cần nói luôn nha. Dạ. Viết là viết sau, nói cho vui ha. Dạ. 500g bột mì đá dũng, 200g bơ, 250g dâu guộc, dâu ua đó mà loại natria mà ngọt chứ đừng có lấy dâu ua mà tự nhiên không có đường thì nó chua lắm. Dạ. Để 200g sữa. Sữa béo nhưng không đường. Là có nghĩa là le lait écamé. No, le entier. Entier. Le entier. Oui, d'accord. Oui, le entier. Để coi cô có quên gì không.
2 gói vani nhỏ. Có bột nở không? 200 gram bơ và bột đa dụng thường thì có khoảng apurpre 20 gram bột nổi, tức là baking powder. Baking powder. Cái này là và bột đa dụng là cô dùng là của Phạt Măng Tăng? Bột đa dụng cô không dùng Phạt Măng Tăng. Mình dùng Phạt Măng Tăng cũng được thì mình bớt cái kia lại. Đây, một cái bánh cơm sạch. Hay là wheat flour? Wheat flour sao đi cô? Wheat flour là bột mì á cô? Bột mì thì cái này là bột mì thường thôi. Bột mì số 8 cũng được nè. Ồ, nhẹ ngon ha. Giống như y chang như ở tiệm mua vậy. Thì tại vì cô thích làm bánh. Cô sao cô không có mở một cái tiệm bánh bán hả cô? Thôi, đâu có. Làm tiệm ăn mà tại giờ cô nghỉ rồi. Cô chơi cho vui, cô làm đủ thứ. Tại thấy cô khéo tay vậy mà, không buôn bán. Cái này là thường. Này là thường. Nè, con thấy nhiều người Việt họ giỏi nấu ăn của cái họ bán cho những người Việt với nhau á, chứ không cần phải mở tiệm nữa. Người Việt để vui chơi thôi, người Việt ở nhà làm bánh ăn cho nó rẻ mà nó vui. Đó, bữa nay cô vui lắm đón tiếp Lan với ông xã, cơm xà mình làm quen. Cô Diệp là người xem kênh YouTube của Lan cho nên trời mặt mày xấu quá em sao lên. Cô Diệp là người xem kênh bên Cuộc Sống Vĩ, cũng là fan của kênh. Con cũng rất vui cái ngày mà cô nhắn tin cho con như vậy, con cũng rất vui hôm nay gặp được cô. Cũng là một người đồng hương ở Việt Nam ở bên Mỹ này. Cũng là cái niềm vui của con, và nhất là đi vào xem cái khu vườn nhỏ của cô bên đây thì cảm giác như là mình đang ở trong một cái gì đó gọi là của quê hương vậy đó. Đúng rồi. Nhìn rất là vui. Dạ. Rồi cô nhận được một cây lá cẩm màu vàng đây, và đây là rau đắng của miền Tây. Mình phải ăn với cháo cá mới đúng, cô sẽ làm món cháo cá. Còn lại dạ, những cái gốc này thì cô có thể trồng. Cô trồng. Dạ. Cô trồng để cô kiếm một mảnh vườn nhỏ của quê hương Việt Nam. Không có vườn, thằng trước thì nãy giờ mình quay đó là cái terrace thôi, còn lại là một ăn có yên bạc kia ăn cô là terrace ăn plan nè. Cùng xã bây giờ vui thú điền viên chứ. Dạ, con thấy cô không có vườn nhưng mà cô trồng cũng khéo tay, cây cối cũng đầy đủ. Không bao giờ thành công với rau ôm. Rau ôm cô trồng 2 tháng nay vẫn sống vẫn tốt lắm á. Bởi vậy họ ra con chỉ cô làm lợi cho nó sống. Chỉ cách gì mà cứu được nó coi. Cô có hay ăn rau ôm không? Ăn nhiều à? Rau ôm là cô hay ăn canh chua hay là cái gì? Ăn canh chua. Làm đồ kêu bằng giả cầy mình cũng ăn, hoặc là ăn phở. Giả cầy nghĩa là giò heo mà mình nướng lên mình xào với sả với nước dừa. Cái đó con chưa làm bao giờ. Với tương ngon lắm, chứ không phải giả cầy là ăn thịt chó. Ở bên đây không được đâu nha. Mà giả cầy là ăn với ngò ôm hả cô? Ngò ôm cũng ngon, mà bây giờ ở Việt Nam người ta cũng ăn phở nhiều lắm với ngò ôm. Đúng trên rồi. Một dĩa mình có đủ thứ ngò gai, lá quế, ngò ôm. Dạ đúng rồi. Được đủ thứ hết. Thấy rau răm cô trước không? Con thấy nguyên cái chậu rau to. Rau răm bò chứ không phải rau răm cao nha. Cái mà cái giống đó là của Việt Nam hay giống bên đây cô? Cái giống chắc của người Việt Nam, tại vì họ cho cô. Cho cô đứng cho mình miếng. Tại vì con nhìn rau, cái rau răm nó bò sát đất chứ không phải rau răm mà đứng cao lên đèn. Hình như là cái loại rau răm mà bò sát đất là cái loại nó ngon hơn á. Con thấy cái lá không có những cái gần cái viền ở trên cái lá đó, giống như ở tiệm ta bán. Bởi nhìn thấy khác, lá nhỏ hơn xíu. Nhưng mà loại đó là người ta khoái nhất là ăn với hộp vịt lộn á. Hộp vịt lộn. Hoặc là chiều nay cô ăn gỏi vàng, ở lại ăn cháo đi, ăn cơm đi. Dạ, ở nhà hơi xa. Hay là môi được ai xe, một mồ rê, lưu sủa. Một dân vô rợp dân kê, căng bu phép ly cột xa, phép ly đưa sang phần. C'est rendez-vous comme ça, mais demain je travaille alors. On mange ici après se faire visiter la cuisine. Tại hai đứa con bữa nay đi chơi. Chơi với bà nội đi bơi á. Cho nên giữ với lại đi vô một bệnh viện dẫn đít theo sợ đó cô. Mệt lắm. Dạ. Cho ở nhà thì đỡ hơn. Chứ giờ dịch nè, mình cũng sợ. Thôi ăn bánh đi. Ça bú. Bah écoute, c'est parce que avec les travaux à la maison, moi je pense déjà, il y avait des trucs, ça irait bien pour la terrasse. Cô vẫn trẻ mà. Cô cho hỏi là cái lúc mà cái năm đầu tiên, năm 1982 cô qua đó cô thấy nơi đây sao?
À, cô qua là cô sướng lắm, tại vì anh em cô qua nhiều rồi, anh cô là có tiệm ăn lớn trên Brisbane và Mạc Xê và có khách, thành ra cô qua cô được gia đình nghĩa là mở rộng vòng tay tiện nghi, có nghĩa là mình được có cái sự hỗ trợ bên hỗ gia trợ đình nhiều thôi. Lắm vậy là ra, đại gia đình cô bên đây hết không? Đại gia đình cô bên này hết rồi, mấy anh chị em thương nhau giúp đỡ nhiều, thành ra cô cũng ở trong cái ngành nghề rồi cô phụ làm rồi cô mới ra một cái tiệm ăn. Tiệm ăn của cô tên là Tambura Dolat. Là không phải ở đây cô? Là đây. Là đây. Cái trống đồng Âu Lạc. Dạ. Đó. Ê hề quá làm sao chút phim mê cái khu đó. Chờ con khu. Có quay, con có quay rồi. Mà thấy rau ôm đồ đang bị bao cấp đồ đâu ngon. Đó, vui. Rồi thời gian trôi qua cái năm 1988 cô mở tiệm cho cô, tiệm này tên là cái trống đồng Âu Lạc. Dạ. Tiệm cũng chạy, cũng đàng hoàng, cũng vui lắm. Rồi những cái kêu bằng khúc mắc của đời sống, rồi gia đình, rồi ông xã đồ bệnh. Dạ. Đóng cửa vào năm 2011. Rồi từ 2011 tới giờ thì là cứ rong chơi hoài thôi. Cái này bây giờ là mình hưởng tuổi già tới giờ là chỉ mình có tận hưởng tuổi già thôi, chứ mình đâu có làm gì nổi nữa không? Đâu có làm, mà làm nổi cũng không làm, làm sao. Cô 66 tuổi thôi cô. 66 tuổi thì bằng tuổi mẹ chồng con rồi. À, nhiều rồi. Dạ. Nhưng mà đi qua đây thấy có một cái nền tảng trước cho mình thì cũng đỡ hơn con. Chứ con còn đi qua đây thì con cũng một mình. Người con còn trẻ. Dạ. Thôi bây giờ tùy hoàn cảnh gia đình của mỗi người. Dạ. Nhưng mình được qua xứ người rồi cô thấy cũng là một cái hạnh phúc, một cái điều vui. Bao nhiêu người cực khổ muốn này muốn nọ chỉ để được đi ngoại quốc thôi, là bao nhiêu người cũng trốn chui trốn nhủi rồi bị chết và dạ, bị con trong cũng có nghe cái phi ngô lạnh đồ này nọ rồi chết, mình cũng có săn thấy cũng tội cho họ con. Thôi bây giờ mình phải thích nghi với hoàn cảnh, mình còn trẻ thì mình nuôi dạy con rồi đi làm việc rồi ông xã làm, thì mình liệu cơm gấp mắm mình sống cho nó vui thôi. Dạ. Có miếng giường. Dạ, có đúng rồi. Trồng trọt có vui. Tôi cái ai mà cái tem dán leader bogus everything sạch ra ông bơ cổng street à bắt tia được xa ông bơ ba tu à vợ con ông nè sơn nào nhiều gì vậy đó là không có plus ever plus bắt cái lê căng lê răng phăng im căng biết à in ông bơ son ever plus để bơ son ever plus cutter ever plus mà sa để băng. Oui. Ça va tout doucement. Oui, bon, ça. À la maison, on continue à faire la belle maison aussi. Ừ. Con hỏi chú, à, chú dạ. Kêu chú. Đây là cô Diệp và dạ, chồng của cô Diệp, Diệp là chú. Chú Diễn. Chú Diễn còn trẻ mà chú Diễn à. Thích sao? Bây giờ đi kiếm mà bạn. Rồi đó. Nè, đây là bên một cái video nhỏ mà cô quay lại kỷ niệm khi đến nhà cô. Thì cô gửi cho mình. Hơi tối rồi. À, cô gói bánh bông lan nè. Cô tưởng là mình dẫn hai đứa con tới, cô làm bánh bông lan đãi hai đứa con mình mà giờ không có phải đem về nhà. Cô cho con hỏi ở Việt Nam quê cô ở đâu vậy cô? Cô là em gái Tiền Giang, Mỹ Tho. Còn mình Mỹ Tho, Tiền Giang, trời sát bên, gần con Cần Thơ. Không, Cần Thơ. Ôi Cần Thơ lớn lắm, Cần Thơ cô thích lắm, lớn dạ. Quá. Cần Thơ bây giờ thay đổi nhiều lắm á cô. Ừ. Cần Thơ thôi, ăn ngon quá chừng đi. Chú ăn cũng cùng quê cô hả? Chú cũng Mỹ Tho luôn. Dạ, con cũng có đứa em ở Mỹ Tho. Nè Lan Lan, đó, Lan cho cô rau đắng. Ngày mai nhất định nấu cháo cá nha. Và đặc biệt là cây lá cẩm Lan cho là có hai màu nha. Màu tím. Một cây màu tím, cẩm tím và cây nữa màu còn vàng. Vàng. Mà cẩm tím này là màu cẩm tím sậm. Cẩm tím sậm. Còn cẩm tím của cô là con coi trên mạng là người ta nói là cẩm tím hồng. Cẩm tím hồng. Dạ. Còn nếu mà hai cái này hợp lại thành màu cam. À, cô thì cô rất là háo hức để cô sẽ trồng cái gà giống ra. Cô cái này nó mau lớn không cô? Nhiều lắm. Cắt nhánh cái gà nữa, cắt nhánh lại ra. Cô để nguyên vậy, cô để vô đất thôi. Dạ. Ý cô nói là cô cắt nhánh là cô sẽ chiết ra thêm được nhiều cây á. Ừ, ừ. Để nhanh, nó mạnh rồi cô. Dạ đúng rồi. Như vậy cô không dám làm.
tím, cẩm tím. Đây, đây là lá cẩm mà cô tặng mình nè các bạn. Đây, cái lá cẩm này là có cái vệt màu trắng ở trên lá nè. Là nhà con không có nè. Cái cẩm này cô đang tìm. Này, thường thì cái này nó khỏe nè, nhưng mà về nhà tưới liền nha. Dạ. Nếu chưa có thì giờ thì để như vậy, nếu thì giờ thì xuống đất không biết mùa đông nó sống bên ngoài không. Dạ con không, con đem vô nhà hết là mùa đông nó không sống ngoài. Cô là nó sống trong nhà không đó. Dạ con rồi để nhà, trong trừ nhà khi mùa hè con mới đem ra ngoài ha. Lá cẩm này lá to quá trần luôn. Ừ, tốt, lá cẩm thì tốt. Màu vệt màu trắng thấy rõ không? Mà cái này là màu muốn đem hết cả tím hồng. Cái Việt Nam đi theo mình qua đây không được. Ba bố xí ông oxy giang răng tu lê bê y Việt Nam avec nous mais ce n'est pas possible công sao hôm nay công tăng được tu sơ công nã. Trang đi về, cô xách đồ ra, cô xách đồ ra dùm. Cái gì à? Je dis que t'as pas besoin de clé, c'est moi qui décide si tu rentres. Bah oui, je sais pas conduire. Chúng cầm dọc nè. Rồi bây giờ tụi mình đi về. Cảm ơn cô một cái bữa hẹn rất là thú vị. Rất là vui. Cảm ơn chú luôn nha. Rồi cảm ơn Lai. Chào mọi người nha, đi về thôi. Chào mọi người.